Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Hà mã con Thái Lan gây sốt khi đoán ông Trump là người chiến thắng. Chú hà mã con Modern tại sở thú Khao Kheo ở Thái Lan đã gây sốt khi dự đoán ông Trump là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo hãng tin Reuters, nhân viên sở thú đã đưa cho chú hà mã Modern hai giỏ rau củ quả, tương đương với tên của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Modern chọn Trump vì miếng thanh long to hơn. Tài khoản mạng xã hội X của sở thú Khao Kheo cho hay. Các địa điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đóng cửa vào khi nào? Sau đây là thông tin chi tiết theo từng tiểu bang về thời gian đóng cửa của nhiều địa điểm bỏ phiếu theo đài Fox News. 6 giờ chiều giờ chuẩn miền Đông EST, tức lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, một số khu vực của Indiana và Kentucky. 7 giờ tối EST, Virginia, Georgia, South Carolina và Vermont, cũng như các vùng phía tây của Indiana và Kentucky, một số vùng của Alabama, Florida và New Hampshire cũng đóng cửa vào giờ này. 7 giờ 30 tối EST, North Carolina, Ohio và West Virginia, một số khu vực của New Hampshire. 8 giờ tối EST, Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee và thủ đô Washington DC, đóng cửa một phần ở Florida, Kansas, Michigan, New Hampshire, North and South Dakota và Texas. 8 giờ 30 tối EST, Arkansas. 9 giờ tối EST, Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin và Wyoming. Đóng cửa một phần ở Kansas, North Dakota, Nam Dakota và Texas. 10 giờ tối EST, Montana, Nevada, Utah. Đóng cửa một phần ở Idaho và Oregon. 11 giờ tối EST, California và Washington. Đóng cửa một phần ở Idaho và Oregon. 12 giờ sáng EST, Hawaii. Đóng cửa một phần ở Alaska. 1 giờ sáng theo giờ miền đông của Mỹ, đóng cửa một phần ở Alaska. Ông Trump và bà Harris kết thúc chiến dịch vận động tranh cử. Tối 4 tháng 11, hai ứng viên tổng thống đã chính thức khép lại chiến dịch vận động tranh cử. Ông Trump đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử bằng bài phát biểu kéo dài 2 tiếng ở bang Michigan. Cựu tổng thống nhắc lại nhiều lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, chẳng hạn như cam kết áp dụng mức thuế quan cao và trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump cũng nói rằng đối thủ thực sự của ông trong cuộc bầu cử này không phải là phó tổng thống Harris, mà là một hệ thống dân chủ độc ác. Trong khi đó, bà Harris kết thúc chiến dịch tranh cử của mình tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, kêu gọi cử tri hãy lên tiếng và nói rằng Pennsylvania có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Bà Harris nhắc lại một số lời hứa trong chiến dịch tranh cử, chẳng hạn như giảm chi phí sinh hoạt, nhà ở, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già tại nhà và thuế cho người lao động và doanh nghiệp nhỏ. Tối nay, chúng ta kết thúc như lúc bắt đầu, với sự lạc quan, năng lượng, niềm vui, biết rằng chúng ta, những người dân, có sức mạnh định hình tương lai và chúng ta có thể đương đầu với mọi thách thức khi cùng nhau làm điều đó, bà Harris phát biểu. Các thông tin cần biết về kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Năm nay, có tới 150 triệu cử tri Mỹ có thể đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi cử tri bỏ phiếu, họ sẽ chọn ra đại cử tri cho ứng cử viên giành được số phiếu phổ thông ở mỗi tiểu bang. Đa số phiếu đại cử tri là 270. Sau đó, các đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống tại thủ phủ của mỗi tiểu bang vào ngày 17 tháng 12.
vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, những phiếu bầu đó sẽ được kiểm tại Hạ viện. Tổng thống mới sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Thị trấn đầu tiên có kết quả bỏ phiếu. Đúng 0 giờ ngày 5 tháng 11 giờ địa phương, cử tri của thị trấn Deerfield North, bang New Hampshire bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ, đài CNN đưa tin. Kết quả bỏ phiếu được công bố lúc 0 giờ 10 phút ngày 5 tháng 11 cho thấy Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump hòa nhau với mỗi người nhận được 3 phiếu bầu. Ông Trump muốn kết quả ngay trong đêm bầu cử. Khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ ở bang Michigan, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn vận động bầu cử. Trên sân khấu, ông Trump nói ông không muốn chờ 10 ngày, 12 ngày, 3 ngày, 2 ngày hoặc 2 giờ để biết kết quả bầu cử, mà ông muốn câu trả lời vào tối nay, tức là tối 5 tháng 11 theo giờ địa phương. Ông cũng liên tục cáo buộc rằng đảng Dân Chủ sẽ gian lận trong cuộc bầu cử. Cựu Tổng thống khẳng định ông đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, tờ Washington Post đã bắt dò tuyên bố này bởi mặc dù một số tiểu bang tiết lộ liệu những người bỏ phiếu sớm thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhưng không có bang nào tiết lộ cử tri đã bỏ phiếu cho ai trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trên thực tế, phải mất nhiều giờ và thường là nhiều ngày để các bang kiểm đếm tất cả các phiếu bầu. Năm 2020, hãng tin Associated Press chỉ công bố kết quả ông Joe Biden chiến thắng 4 ngày sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Ông Trump đến buổi vận động cuối cùng ở Grand Rapids, bang Michigan chậm gần 2 tiếng rưỡi. Ông bắt đầu bằng cách nói về cuộc chạy đua tranh cử đầu tiên của ông. Rồi ông nói sang vấn đề nhập cư, tiếp đó chuyển sang đối thủ Kamala Harris, chế giễu bà và tuyên bố, không ai biết bà ta là ai cả. Sau đó, ông đưa ra một số bình luận về những người chuyển giới. Khác với những thông điệp mạnh mẽ những ngày gần đây, bài phát biểu cuối cùng của ông Trump phản phất sự hoài niệm. Ông xúc động tuyên bố, đây là sự kiện cuối cùng chúng tôi phải làm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật không thể tin được rằng đây là sự kiện cuối cùng chúng tôi phải làm. Tổ chức 4 sự kiện tranh cử trong một ngày là rất khó, nhưng không nhằm nhò gì với chúng tôi nhờ sự yêu quý của các bạn. Grand Rapids cũng là điểm kết cho hai chiến dịch vận động tranh cử trước của ông Trump vào năm 2016 và 2020. Trước đó, vào sáng sớm ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, khu dân cư Deerfield North, bang New Hampshire đã chính thức khai màn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 bằng cuộc bỏ phiếu truyền thống ngay sau nửa đêm. Vào đúng 0 giờ, các cử tri tại đây đã bỏ những lá phiếu đầu tiên trong ngày, tạo nên một khởi đầu biểu tượng cho sự kiện quan trọng này. Trong suốt nhiều thập kỷ, Deerfield North đã duy trì truyền thống đặc biệt này kể từ cuộc bầu cử năm 1936, dù phần lớn cử tri Mỹ chỉ bắt đầu đến các điểm bầu cử từ khoảng 6 giờ sáng cùng ngày. Truyền thống bầu cử vào lúc nửa đêm không chỉ có riêng tại Deerfield North mà còn từng được duy trì tại các khu dân cư Hart Location và Millsfield trong bang. Tuy nhiên, trong kỳ bầu cử năm nay, chỉ còn Deerfield North là vẫn giữ vững nét văn hóa này. Tại khu vực nhỏ bé này, chỉ có 6 cử tri hợp lệ, khiến số lượng phóng viên đến tường thuật còn nhiều hơn cả số người bỏ phiếu. Dù chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số cử tri toàn quốc, những lá phiếu đầu tiên ở Deerfield North vẫn thu hút sự chú ý bởi tính biểu tượng cao, đánh dấu thời điểm bầu cử chính thức bắt đầu trên toàn nước Mỹ. Sau quá trình bỏ phiếu chưa đầy 15 phút, công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay lập tức. Kết quả cuối cùng là một tỷ số hòa, khi cả hai ứng viên chính Donald Trump và Kamala Harris chia nhau mỗi người 3 phiếu. Kết quả này tuy không có sức nặng trong việc định đoạt cuộc bầu cử, nhưng là phản ánh một cách rõ nét sự cạnh tranh quyết liệt và tình hình phân hóa hiện tại giữa hai đảng. Theo các thăm dò cử tri gần đây, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump và bà Harris chênh lệch không đáng kể, chỉ dao động ở mức 0,1 điểm phần trăm. Việc Deerfield North tiếp tục duy trì truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm trong bối cảnh chính trị căng thẳng và xã hội nhiều biến động đã trở thành một biểu tượng đẹp về tinh thần dân chủ. Mỗi lá phiếu tại đây, dù không mang trọng số đáng kể, vẫn truyền đi thông điệp về niềm tin vào quá trình dân chủ của nước Mỹ. Những hình ảnh trực tiếp từ đài WMOR cho thấy các cử tri đi bỏ phiếu với sự trang trọng và quyết tâm giữ gìn một nét truyền thống đầu tiên của nước Mỹ. Deerfield North
dù là một khu dân cư nhỏ, lại có sức ảnh hưởng lớn trong lòng công chúng. Những lá phiếu đầu tiên ở đây đã trở thành tín hiệu, báo hiệu cho ngày bầu cử toàn quốc bắt đầu, đánh dấu một chương mới trong cuộc đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên hàng đầu của nước Mỹ. Bầu cử Mỹ 2024, sự chú ý đổ dồn vào ba bang tâm điểm. Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang tiến tới chặng cuối, và một bộ phận rất nhỏ dân số ở một số ít bang có thể sẽ là nhân tố đóng vai trò quyết định đến kết quả cuối cùng của cuộc đua vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Nguyên nhân là do trong khi các bang còn lại đều đã nhất quán ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân Chủ hoặc cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa, chỉ có 7 trong số 50 bang thực sự có sự cạnh tranh về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên, theo hãng tin Reuters. 7 bang này bao gồm Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina. Theo kết quả thăm dò ý kiến công khai của tờ New York Times, Sena College, tính đến ngày 3 tháng 11, tỷ lệ ủng hộ cho hai ứng cử viên tổng thống ở cả 7 tiểu bang chiến trường đều đang trong thế cân bằng. Điều này đã khiến cho bất kỳ thay đổi nào trong kết quả bỏ phiếu ở các bang chiến trường này đều có tác động lớn đến kết quả cuối cùng của cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ. Pennsylvania, tâm điểm giữa 7 bang chiến trường. Trong số 7 bang chiến trường đó, Pennsylvania, bang đông dân nhất nước Mỹ, nổi lên là tiểu bang có nhiều khả năng quyết định liệu bà Harris hay ông Trump sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo. Điều này xuất phát từ việc bang này có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất kỳ chiến trường nào khác. Chính vì lý do trên, cả hai ứng cử viên tổng thống đều coi Pennsylvania là bang quan trọng nhất và bà Harris cũng như ông Trump đều dành nhiều thời gian ở đó hơn bất kỳ bang nào khác. Đến ngày 7 tháng 10, các chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đã chi 279,3 triệu đô la Mỹ cho việc phát sóng quảng cáo tại Pennsylvania, cao nhất trong số 7 bang và nhiều hơn 75 triệu đô la Mỹ so với bang chiến trường đứng thứ hai là Michigan. Writer trích dẫn từ công ty theo dõi dữ liệu quảng cáo Ad Impact. Nếu bà Harris thua ở Pennsylvania, bà sẽ phải cần giành chiến thắng ở hai bang North Carolina hoặc Georgia, hai tiểu bang đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ tổng cộng 3 lần trong 4 thập niên qua, để có cơ hội chiến thắng. Ngược lại, nếu ông Trump thua ở Pennsylvania, ông sẽ cần phải thắng ở hai bang Wisconsin hoặc Michigan, hai nơi từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng 8 năm trước. Phiếu bầu quyết định ở Mice và Nebraska. Bên cạnh chiến trường Pennsylvania, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể được quyết định nhờ phiếu đại cử tri của hai bang Nebraska và Maine, theo Reuters. Nguyên nhân là do phần lớn bang ở Mỹ trao toàn bộ phiếu đại cử tri cho ứng viên thắng phiếu phổ thông, còn bang Mice và Nebraska có lần lượt 4 và 5 phiếu đại cử tri phân bổ theo khu vực bầu cử. Với phương pháp này, hai bang Mice và Nebraska sẽ chia cố định 2 phiếu đại cử tri cho người thắng phiếu phổ thông của toàn bang. Số phiếu đại cử tri còn lại sẽ được phân bổ cho người thắng phiếu bầu phổ thông trong từng khu vực bầu cử. Bang Mice có 2 khu vực bầu cử, còn bang Nebraska có 3 khu vực. Điều này cho phép các đại cử tri tại Maine và Nebraska có thể bỏ phiếu bầu cho nhiều hơn một ứng viên. Chính vì thế, phiếu bầu đơn lẻ dành cho từng khu vực bầu cử thuộc hai bang này, đặc biệt là phiếu bầu khu vực quốc hội số 2 của Nebraska, bao gồm thành phố Omaha, có thể sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua bầu cử tổng thống năm nay. Nếu bà Harris thắng ở các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Trump giành được 4 bang chiến trường còn lại và số phiếu bầu cân bằng ở mức 269, một phiếu bầu thuộc một trong những khu vực bầu cử của Nebraska hay Mice sẽ có tác động rất lớn, quyết định xem ai trong hai ứng cử viên giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua bầu cử tổng thống. Trong khi đó, tại buổi vận động ở thành phố Pittsburgh, bang chiến trường Pennsylvania vào tối 4 tháng 11, rạng sáng 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định rằng lợi thế đang nghiêng về phía bà, theo hãng tin Reuters. Ngày mai là ngày bầu cử và chúng ta đang có lợi thế, Phó Tổng thống Harris phát biểu. Chúng ta phải kết thúc một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta đang đấu tranh cho một nền dân chủ.
bà Harris nói thêm. Tương tự như các sự kiện trước của Phó Tổng thống Harris trong ngày 4 tháng 11, nữ Phó Tổng thống đã tránh nhắc đến tên cựu Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, bà Harris phát thảo tầm nhìn của bà về việc vượt qua một thập niên chính trị bị thúc đẩy từ nỗi sợ hãi và chia rẽ. Tại sự kiện Pittsburgh là điểm dừng chân thứ ba của bà Harris tại bang Pennsylvania vào đêm trước ngày bầu cử sau các cuộc vận động ở Scranton và Allentown, và trước điểm dừng chân cuối cùng của bà là tại thành phố Philadelphia. Ông Trump cũng đang vận động loạt địa điểm ở bang Pennsylvania, bao gồm thành phố Pittsburgh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.